lên trên cái thảm này hết luôn đó. For Everest 2025 thì nên lựa chọn thảm lót sàn nào cho phù hợp? Trong video này Khanh sẽ giới thiệu chi tiết bộ thảm lót sàn dành cho For Everest 2025 mới cho các bạn và các anh chị cùng xem ha. Thì đây là một cái bộ thảm khi mà Khanh giao cho các bạn và các anh chị nè. Khanh sẽ đóng thùng như thế này đó, đóng cái thùng như thế này để khi mà giao đến tay cho các bạn và các anh chị hạn chế được những cái tình trạng là nó bị móp méo cũng như là nó bị cong vênh cái bộ thảm. Rồi thì bây giờ Khanh sẽ lấy ra và chia sẻ cho các bạn và các anh chị ha. Đầu tiên thì ở đây là một cái tấm lót của ghế phụ. Ghế phụ thì nó sẽ không có hai cái chốt để khóa vào với cái sàn của xe. Ở bên trên này á là được làm bằng những cái vân giải, những cái vân carbon, cho nên là khi mà các bạn và các anh chị nhìn á nó rất là đẹp. Cái cảm giác nó đó, cảm giác nó là mượt mà luôn, nó hạn chế tình trạng bị trượt ha. Và cái phần bên dưới này sẽ có những cái viên bi nhỏ 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 như thế này để mà nó bám vào với cái sàn nỉ zin của xe đó, cực kỳ tốt. Đây là một cái dòng thảm được làm từ chất liệu là nhựa TVB, nhựa nguyên sinh, không có độc hại, an toàn cho sức khỏe và đặc biệt là không có bị chảy nhựa khi mà các bạn và các anh chị để xe ngoài trời nắng nóng, không có cái mùi hôi độc hại ha, không thấm nước nữa. Rồi, tiếp theo nữa là một cái tấm lót của hàng ghế tài. Hàng ghế tài thì sẽ có hai cái chốt để khóa vào với cái sàn nỉ zin của xe. Khi mà các bạn lắp vào hàng ghế tài chắc chắn nó sẽ không có bị xô lệch luôn. Thêm nữa là cái lót của hàng ghế tài nó sẽ có những cái góc cạnh nè, được bo theo cái chân ga và chân thắng luôn, để khi mà các bạn và các anh chị lái xe đó, nó hạn chế được tình trạng là nó không có bị gập, không bị vướng vào trong chân ga chân thắng. Nó rất là an toàn cho quá trình lái xe của mình luôn đó. Bây giờ thì Khanh sẽ test thử cái độ chịu nước của cái dòng thảm này sẽ như thế nào cho các bạn xem ha. Ở đây thì Khanh đã chuẩn bị sẵn một cái chai nước và mình sẽ cho lên trên cái thảm này hết luôn đó. Thảm nó không thấm nước mà, cho nên là mình cứ test thoải mái luôn. Trường hợp mà các bạn có khăn thì mình lau, còn không thì mình cứ cầm nguyên tấm thảm mình hất ra bên ngoài như thế này đó. Không có khăn thì các bạn cứ đập về cho Khanh, đập thoải mái vô tư luôn, nó thảm nó không có hư đó. Đây các bạn thấy là khi mà mình đập thì cái nước nó đã khô một phần rồi. Còn nếu mà mình có cái khăn, mình có cái khăn nữa ở đây á, mình có cái khăn thì mình lau khô rồi mình để vào, nó sẽ không có thấm nước. Cho nên là các bạn và các anh chị cứ việc là vệ sinh chà rửa thoải mái vô tư luôn, nó sẽ không có hư hao gì hết ha. Đó, đây là tấm lót của hàng ghế tài. Tiếp theo nữa thì sẽ đến cái tấm lót của hàng ghế thứ ba. Đây các bạn, hàng ghế thứ ba của Ford Everest. Đó, đây là hàng ghế thứ ba của Ford Everest ha. Nó nguyên một tấm như thế này luôn. Đây là mặt phía sau. Đó các bạn, mặt phía sau. Khi mà Khanh giao đi cho các bạn và các anh chị á, Khanh sẽ đóng thùng nó lớn như thế này nè. Rồi, đây là tấm lót cuối cùng. Đó là tấm lót hàng ghế thứ hai. Thì đối với cái dòng thảm Cado cho cái Ford Everest á, thì Khanh luôn thích ở hàng ghế thứ hai là nó liền khói như thế này. Để cái việc mà các bạn, các anh chị chúng ta vệ sinh hút bụi cái sàn á, mình lấy ra nó cũng dễ. Đó, các bạn thấy nè, hàng ghế thứ hai ha, đây là mặt bên trên. Đó, còn đây là mặt phía sau nè. Khi mà các bạn lắp vô á, là nó sẽ fit theo cái sàn xe của mình luôn. Tại vì cái dòng thảm này á, được thiết kế theo cái dạng là wet scan 3D, cho nên là nó vừa form theo cái form xe của mình ha. Đó, thì tổng thể trong cái video này Khanh cũng đã giới thiệu, chia sẻ cho các bạn một cái bộ thảm lót sàn đến từ thương hiệu 3D Cado dành cho xe Ford Everest 2024, Everest 2025. Nếu mà các bạn và các anh chị nào quan tâm về dòng thảm này, có thể liên hệ số hotline của bên Khanh để được tư vấn cụ thể hơn về sản phẩm. Ngoài ra thì bên dưới cái phần mô tả của video, Khanh cũng đã ghim cái link mua hàng của bên Khanh. Các bạn hãy bấm vào đó và đặt hàng nha. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để đón xem những cái video hay hay mà Khanh chia sẻ về những món phụ kiện dành cho xe. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.